Chương 431, Thần Minh Tạo Vật Cái này cũng không dễ giải thích, nếu như muốn để cho tiên sinh minh bạch, có thể muốn nói lên toàn bộ Phật môn lịch sử, từ Nam Vô A Di Đà Phật đến Bồ Tát La Hán, mới có thể nói tin tưởng cái gì mới là Phật duyên, chẳng qua nếu như tiên sinh muốn biết, ta cũng không để ý đi cùng tiên sinh ở đây tâm tình, chính là nói lên mấy ngày nữa vài đêm, tiểu tăng cũng không thèm để ý. Tiểu Hòa Thượng Tự Hồ Kẹp Theo Việc Tư, Mượn Giải Thích Thời Điểm, Hướng Tô Hàng Truyền Bá Phật Pháp Tô Hàng cũng sẽ không cùng Tiểu Hòa Thượng đi thảo luận những cái kia Phật gia lịch sử, hắn thản nhiên nói, vậy thì nhặt trọng yếu nói. Tiên sinh, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy hứng thú không? Tiểu Hòa Thượng hay không hết hy vọng hỏi một lần. Tô Hàng khẽ cười nói, Phật là dẫn đạo người bình thản, bỏ hẳn hết thảy dục vọng, mà ta tự nhận chính mình tuyệt sẽ không bỏ qua loại vật này, cho nên Phật không có duyên với ta, cũng không có cái gì cảm thấy hứng thú tất yếu. Nhưng tại Tô Hàng giải thích xong, Tiểu Hòa Thượng vẫn là xem xét cẩn thận Tô Hàng, tin chắc sự thật này, mới không có tiếp tục đi cảm hóa tô hàng, mà là lần nữa về tới bắt đầu đề. Cái kia liền nói chuyện quan trọng, Phật duyên, nói đơn giản, chính là Phật tâm, Phật nói, vạn sự vạn vật đều là cùng Phật hữu duyên, chỉ có điều có chút Phật duyên không đủ, cần cảm hóa, mới có thể nhìn thấy chân Phật, biết được Phật Pháp, mà làm chặt đức Phật duyên, cái này vốn là không có khả năng, người kia chỉ là phong bế tiên sinh phần này duyên mà thôi, cũng sẽ không bị tiêu trừ. Như vậy, Tô Hàng suy tư hỏi, hắn tại sao muốn làm như vậy? Tiểu hòa thượng hướng về phía tô hàng lắc đầu, cái này tiểu tăng không thể xác định, nhưng cũng có chút phỏng đoán, không dám nói là đúng, nhưng phương hướng không có gì hơn như thế, chỉ là có một chút, tiên sinh cần cam đoan không thể đem những chuyện này nói ra. Dù cho không thể nói ra đi, đó chính là chuyện rất trọng yếu. Tô hàng không có quá nhiều do dự nói, ta cũng không phải đẩy người, người có thể yên tâm nói cho ta biết. Tiểu hòa thượng vốn chính là chuẩn bị đem sự tình nói cho tô hàng, mà cho dù tô hàng cự tuyệt, hắn cũng vẫn là sẽ nói đi ra, cũng chỉ có nói ra, hắn mới có thể đem để cho Tô Hàng đi tin tưởng, đi tìm hiểu chuyện này ý nghĩa. Mà tất nhiên Tô Hàng đồng ý, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, trầm giọng nói, nửa tháng trước, đại nhân tự cái vị kia trụ trì sư phó xem bói một cái quẻ tượng, là liên quan tới đại nhân tự bản thân, nhưng quẻ tượng cực kém, là đại hung, cái này liền mang ý nghĩa đại nhân tự muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Mà bây giờ xem ra, cái này quẻ tượng là đúng, lui về phía sau cũng không còn đại nhân tự. Lập tức nói xong, tiểu hòa thượng tịch mịch ngữ khí cũng lập tức trở nên bình thản bất quá đối với việc này phát sinh phía trước trụ trì sư phó để cho viên thông đại sư mang theo ta rời đi đại nhân tự tô hàng một mực liền phi thường tò mò vì cái gì vừa vặn hai người này tránh thoát một kiếp nguyên lai là sớm đã có đoán trước chỉ có điều đại giới cũng thực sự hơi lớn nhưng tương tự hắn còn có chút nghi vấn tại sao là ngươi tô hàng hỏi bởi vì ta là phật tử chuyển thế muốn hóa giải trận này đối với ngã phật tai nạn ta liền nhất thiết phải an toàn sống sót loại này nghiêm túc mà nói, từ một đứa bé trong miệng nói ra, không hài hòa để tô hàng khóe miệng đều giật giật, nhưng cũng chỉ có loại nguyên nhân này mới có thể giảng giải vì cái gì viên thông đối với đứa bé này cũng không trông giữ, hơn nữa hắn còn có chút vượt qua đồng dạng hài tử tâm trí. Phật tử chuyển thế, cái này thật là chính là ngoài ý muốn. Nhưng tiên sinh biểu lộ là một chút cũng nhìn không ra bất ngờ bộ dáng. Tiểu hòa thượng tỷ đấu nói. Tô hàng cười nói, đó là bởi vì ta đã trải qua quá nhiều ngoài ý muốn, đã sớm có thể làm được vui được không lộ vu sắc đối với cô hàng giảng giải tiểu hòa thượng cũng không có đi chăm chỉ mà là tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói tiên sinh mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào nhưng đại nhân tự cũng là dùng cả tòa chùa miếu hy sinh tới ẩn giấu đi ta thiên cơ người kia tìm không thấy ta có lẽ sẽ có thể làm ra một chút cực đoan cử động cho nên ngươi mới khiến cho ta không thể đem chuyện này nói ra đúng vậy tiên sinh nếu như bị hắn phát hiện trận này kiếp nạn liền sẽ sớm buông xuống mà ngã phật cũng đem ngàn năm không cách nào lại tỉnh lại nhưng đây tuyệt đối không chỉ có là đối với ngã phật tai nạn cũng đồng dạng là đối với thế gian tai nạn. Ta bắt đầu nói tới những chuyện kia, liền thật sự có thể sẽ phát sinh. Lần này Tô Hàng không có đi chất vấn. Có lẽ ngươi là đúng. Tiểu Hòa Thượng Tự Hồ vẫn luôn đang nổi lên cái gì, lúc này tại Tô Hàng tin tưởng sau đó, hắn liền có thể yên tâm nói ra. Tiên sinh, nếu như ngươi tin tưởng mà nói, như vậy mời ngươi đi ngăn cản người kia. Vừa rồi ngươi hỏi ta, hắn tại sao muốn đi để cho tiên sinh chặt đức Phật Duyên, ta nghĩ khả năng lớn nhất, chính là tiên sinh là có thể ngăn cản hắn người, hắn cũng chỉ là đem hết thảy thất bại có thể bóc chết từ trong trứng. Tô Hàng nhớ tới trước đây đàm luận lúc, vị kia tế tự đại nhân cũng chính xác nói đến, hắn dự cảm chính mình chính là có thể ngăn cản hắn người. Nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng hắn có thể ngăn cản, chỉ có Tô Hàng không biết mình vì cái gì có thể ngăn cản, hơn nữa lại muốn như thế nào mới có thể ngăn cản hắn. Nhìn một chút tiểu hòa thượng cái kia nghiêm túc khuôn mặt, Tô Hàng lại cũng chỉ có thế ăn ngay nói thật. Ta kỳ thực đến bây giờ còn là một đoàn mơ hồ, nói đến, ta chỉ là tới đây tìm người, nhưng lại giống như bị cuốn vào trong cái gì chuyện khó lường, ta thậm chí không biết giữa các ngươi là bởi vì cái gì mà điên cùng như vậy. Bởi vì một vị tội ác thần minh buông xuống sự tình. Tô Hàng vốn chỉ là muốn nói rõ một chút chính mình hoang mang mà thôi, lại không nghĩ rằng Tiểu Hòa Thượng trực tiếp giải thích. Mà trong nháy mắt Tô Hàng liền cảm thấy hiếu kỳ, tội ác thần minh. Thật chẳng lẽ có một sát thủ chi thần tồn tại? Cái kia vốn là Tô Hàng đùa giỡn mà nói, nhưng không nghĩ tới thật sự bị hắn nói trúng. Đây là tại trong quẻ tượng hiển hiện ra, có thể là một vị mọi người không biết thần minh, nhưng cũng có thể là là bọn hắn tại tạo thần, muốn đi tạo ra một vị tội ác thần minh, mà cái này sẽ vĩnh viễn tồn tại ở nhân gian thần, sợ rằng sẽ không ai có thể ngăn cản. Một cái ý nghĩ điên cuồng, tạo thần, cái này không chỉ có riêng là nghịch thiên mà đi, cái này đều phải đem thiên cho trực tiếp chọc ra một cái lỗ thủng đi ra. Tô Hàng vẫn là không cách nào tiếp nhận, cái này quá thiên phương dạ đàm, ta cũng không cho rằng bọn hắn sẽ như thế điên cuồng. Tiểu Hòa Thượng lại khuyên, tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bọn hắn chính là một đám điên rồ sao? Một đám điên rồ suy nghĩ ra một cái ý nghĩ điên cuồng, cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường? Nhớ tới cùng vị kia tế tự chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa tiếp xúc, thế nhưng là để cho người ta không có một lần cảm thấy vui vẻ, Tô Hàng là khuynh hướng đem đối phương định nghĩa thành điên rồ, nhưng nói nghiêm túc, Tô Hàng cảm giác tại vị kia tế tự đại nhân nhảy thoát dưới bề ngoài, kỳ thực ẩn giấu đi thâm trầm trí tuệ. Hắn mỗi một bước đều rất nghiêm túc suy tưởng qua vô số khả năng, mà hắn cũng sẽ không xúc động lại làm ra một chút quyết định. Thậm chí liền đem toàn bộ đại nhân tự thiêu hủy, Tô Hàng đều cảm giác đó cũng không phải trùng động nhất thời, mà là rất có dự tính trong lòng quyết sắc. Chương 432, Bần Cùng Giàu Trong gió rời đi phủ thành chủ sau đó, không có lập tức trở về đi. Ở trong đó không chỉ là hắn không cách nào giao nộp nguyên nhân, còn có chính mình đối với báo thù trầm trọng, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn còn là tin bị lùi về sau. Quân Nam Thành cùng rất nhiều cái thời đại này thành thị một dạng, đã phân biệt khu nhà giàu cùng khu dân nghèo, kỳ thực từ phủ thành chủ đi ra, đoạn đường này tới, trong gió có khả năng nhìn thấy cũng là thành phố này tốt nhất một màn, nhưng là chỉ là nhìn xem những cái kia mặt chỉnh tề, người sạch sẽ, trong gió liền cảm thấy đây hết thảy cũng chỉ là tội ác biểu hiện mà thôi. Hắn thường xuyên đang suy tư, vì cái gì vị này người có thể qua an bình như thế. Cứ như vậy đi thẳng lấy, trong gió bất tri bất giác thế mà vượt qua toàn bộ thành phố, đi tới quân Nam thành một bên khác khu dân nghèo. Dân nghèo, liền mang ý nghĩa bẩn loạn tội ác cùng dơ bẩn hẳn là nơi này thường thấy nhất đồ vật. Mà trong gió đi tới, cũng chính xác thấy được đây hết thảy, mặc kệ là trộm đồ người, vẫn là trên mặt đất những cái kia ô uế không chịu nổi vật bài tiết, tự hồ cũng tại rõ ràng viết nơi này chính là người nghèo chỗ. So với người nghèo, những người giàu có kia đã là đáng giá dương dương đắc ý, chỉ khi nào đối mặt những tu sĩ kia, mạng của bọn hắn cũng bất quá chính là dùng để hy sinh tồn tại. Mà một khi tế tự kế hoạch của đại nhân bắt đầu, ở đây tất cả mọi người đều muốn chết đi một đứa bé cái gì đều không có mặt từ một bên dùng một ít cây nhánh, vải rách xây dựng trong láng chui ra, đây cơ hồ không được bất luận cái gì che mưa che gió tác dụng, nhưng mà bọn hắn ít nhất còn có một mảnh đất. Một cái lão đảo, đứa bé kia ngã vào nước bùn trong hầm, nhưng cũng bất quá chính là đứng lên, đem những cái kia nước bùn chấn động rất xuống đi, tiếp lấy phản phất không có việc gì một dạng, tiếp tục chạy về phía trước. Trong gió cùng những người này tuổi thơ khác biệt, hắn sống rất hạnh phúc, phụ mẫu khỏe mạnh, lại mười phần che chở hắn, có một cái tỷ tỷ gả cho một vị đương triều quan lớn chi tử, cũng là vợ chồng hòa thuận tương cứu trong lúc hoạn nạn nhưng tất cả những thứ này đều tại một buổi tối giống như là bị một hồi gió cho quét đi mà trận gió kia chính là ưu ảnh điện gia hỏa nhiều năm về sau trong gió tìm được một chút trước kia vì sao lại sát hại hắn một nhà nguyên nhân nhưng kết quả chỉ là bởi vì lần kia trong nhà có người gặp được bọn hắn đang thi hành một cái bí mật nhiệm vụ dựa theo nguyên tắc bảo mật ở đây tất cả người sống đều phải bị diệt khẩu để phòng ngừa tin tức bị tiết lộ ra ngoài nhưng chính là cho đến chết trong gió một nhà đều chưa từng biết tin tức này nhưng sâu kiến sinh tử cũng không cần lý do lần kia hành động gia hỏa bên trong có một cái bởi vì trước đây thật lâu một lần ngoài ý muốn trở thành tàn tật gia hỏa bây giờ liền ở tại phương bắc trong một cái trấn nhỏ trong gió rất nhanh liền tìm được đối phương đối với một cái đã mất đi cặp chân gia hỏa trong gió thế mà không muốn lấy báo thù hắn cảm thấy cặp đùi này mất đi cũng đã là đối với hắn trừng phạt lớn nhất đi qua mấy lần trong gió liền càng rõ ràng hơn biết đêm đó phát sinh sự tình nhưng mà ngoại trừ tàn nhẫn liền chỉ có tàn nhẫn Hắn mấy lần cũng không nhịn được đem gia hỏa trước mặt giết đi, lại hủy đi linh hồn của hắn, nhưng cuối cùng trong gió vẫn là nhịn được. Bọn hắn cũng bất quá chính là lấy được nhiệm vụ, tiếp đó thi hành mà thôi. Chân chính người báo thù là tòa này u ảnh điện. Suy nghĩ đang có chút hỗn loạn, có người từ phía sau đi tới trong gió bên cạnh. Khi trong gió phát hiện lúc, muốn kéo mở khoảng cách, đối phương đã đứng ở bả vai bên cạnh. Loại này lặng yên không một tiếng động, cũng chỉ có cách có thể làm được. Ngươi làm sao chạy đến tới nơi này? sư phụ không phải cho ngươi đi đưa tin sao cách tò mò hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đâu tế tự đại nhân hẳn là đã phân phó ngươi là không thể rời đi tòa kia nhà nhưng vì cái gì ngươi lại ở chỗ này cách vội vàng ngăn lại trong gió miệng để cho hắn không cần nói xuống ngươi không cần lớn tiếng như vậy nếu như bị người nghe được có thể gặp phiền toái trong gió nhìn chung quanh cũng chỉ là một đám nghèo khó gia hỏa dù cho nghe được bọn hắn lại có thể làm ra cái gì muốn cho ta không lớn tiếng cũng có thể thành thật khai báo ngươi vì cái gì cũng tới đến nơi đây cách vẫn còn phải nghiêm túc suy nghĩ một chút nghĩ một hồi mới lên tiếng ta đang phát hiện một cái chơi vui gia hỏa thế nhưng là nhìn không đầy một lát hắn trở về ở đây ta không thể làm gì khác hơn là cùng lên đến nhìn một chút loại này có chút không thận trọng phương thức cũng chính xác chỉ có cách có thể làm ra cho nên ngươi người đâu giết cách rất vui vẻ cười nói người không có làm rơi nhưng ta thấy được ngươi hiếu kỳ ngươi như thế nào cũng tới nơi này trong gió cũng không lo lắng cách sẽ nhớ thấu triệt hắn tùy tiện liền viện một cái lý do nói bởi vì nơi này trước đó ở một cái bằng hữu của ta ta đến xem hắn còn ở đó hay không nơi này cách ngạc nhiên nói ở đây thế mà lại còn có người ngươi nhận biết nhanh mang ta đi xem ta muốn biết ngươi người xấu này bằng hữu có phải hay không cũng là tên vô lại liền biết cách có thể như vậy nói trong gió lời nói mới rồi cũng là lưu lại chỗ trống nhưng đó là thật nhiều năm phía trước sự tình chỉ sợ hắn cũng đi đi có lẽ cũng có thể là sớm đã chết ở một nơi nào đó đi xem một chút chẳng phải sẽ biết trong gió không thể làm gì khác hơn là mang theo cách, đi tới đây một cái khúc quanh chỗ, đó là một mảnh đất trống, trong gió không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, đúng là rời đi, cũng không biết đi địa phương nào. Cách nghiêm túc nghĩ nghĩ, vấn đạo trong gió, ngươi có muốn hay không tìm được ngươi người bạn này. Trong gió cũng là sững sờ, cái này chính là người không tồn tại, hắn nhưng không có cái gì có muốn hay không. Nhưng diễn kịch muốn diễn toàn bộ, trong gió không thể làm gì khác hơn là nói, nếu như có thể gặp được mà nói, tự nhiên là hảo, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào cách lại một mặt thần bí nói, ta có biện pháp thay ngươi tìm được gia hỏa này, mặc dù có chút hao phí khí lực, nhưng dù sao cũng là ngươi, ta vẫn có thể giúp. Trong gió vội vàng nói, không cần. Hắn thật là không nghĩ tới rời cái này dạng ngay thẳng người còn có loại bản lãnh này, nhất thời để cho hắn có chút tiếng thối mất căn cứ. Vậy được rồi. Cách nhìn cũng có chút thất lạc, hắn thật sự rất muốn giúp lấy trong gió tìm được vị bằng hữu nào. Bởi vì nàng liền đã từng có một cái đồng dạng là cô nhi bằng hữu, nam hài kia là nàng và tỷ tỷ ở đó đoạn rất hắc ám thời kỳ, duy nhất chèo chống. Cách đương nhiên tìm kiếm qua nam hài này, thế nhưng là mỗi một lần cũng là không công mà lui, đối phương thật giống như biết mình tại tìm kiếm hắn, mỗi một lần đều rất tinh chuẩn tránh đi. Có thể cách không biết hắn tại sao muốn trốn, cách chỉ là muốn cùng đối phương nói tiếng cảm tạ. Vậy bây giờ ngươi phải đi về sao? Có thể giúp ta nói cho một chút tỷ tỷ. Ta hôm nay không trở về, ta phải ở bên ngoài chờ một đêm. Bị thả ra chiếc lồng chim cước là hướng tới vô ngần bầu trời, mà đồng dạng bị giam lâu cách cũng muốn ở bên ngoài điên cuồng ngươi dạng này mà nói, trở về nhưng là muốn gặp rất chỉ sợ trừng phạt. Trong gió thậm chí có thể nghĩ đến rơi sẽ như thế nào giáo huấn cách, mà rơi vào tới đối với chuyện như thế này cũng là hết sức nghiêm khắc. Ta biết, có thể coi là trở về bị mắng, ta cũng không muốn trở về, nơi đó quá khó chịu. Chương 433, Người tốt cách làm. Cẩn thận. Trong gió đột nhiên phát giác được nguy hiểm, người khác hướng về một bên che lấp vật tránh thoát đi, đồng thời còn nhắc nhở lấy cách. Cách phản ứng cũng không chậm, cũng không cần trong gió nhắc nhở, nàng đã phong tỏa nguy hiểm phương hướng đó là một chi tên nỏ thật nhanh chạy tới nhưng mục tiêu cũng không phải cách mà là trong gió cách muốn đem tên nỏ này cho chặt đứt nhưng một bên trong gió nhìn ra ý nghĩ của nàng hô phong linh tiễn không muốn đi đụng nó nhưng âm thanh tốc độ nhưng còn xa không có cách động thủ tốc độ đến nhanh tiễn cách cổ tay chặt phía dưới cắt ra thế nhưng là tại cùng trong lúc nhất thời một cơn gió bạo lấy thân mũi tên làm trung tâm nổ tung lực lượng cường đại đem cách đẩy ra đi vừa vặn liền nện ở trong gió che chắn khối kia tường đất đằng sau. Mặt tường đụng một cái liền triệt để hủy hoại, trong gió cũng đồng dạng bị cổ lực lượng này cho ảnh hưởng, không có cách nào đi kiểm tra cách tình huống. Lấy trong gió hai người chỗ mới vừa đứng làm trung tâm, nổ tung một tòa hố sâu. Trong gió từ dưới đất bò dậy, trên thân cũng không có thụ thương, chỉ là bị đẩy ra sau đó một chút chua sót, hắn cũng không đoái hoài tới chính mình, vội vàng đi kiểm tra cách tình huống. Cách, ngươi không sao chứ? Người thật giống như đã đã hôn mê, trong gió lớn tiếng hô hào nhưng hắn cũng không dám dừng lại tiến lên sau gặp cách không có tỉnh lại trực tiếp ôm lấy liền vọt tới một bên trong rừng cây vậy thì đối với bọn họ đột nhiên tên động thủ cũng sẽ không cứ như vậy dừng lại lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa xuất kích mà quả nhiên chỉ ở trong gió bọn hắn chui vào trong rừng cây lần nữa bay tới một tiễn cũng may cũng không phải phong linh tiễn tiễn bị rừng cây ngăn cản tên kia có lẽ là không cách nào lại gánh chịu một lần khác tiêu hao chỉ có thể dùng loại này thông thường tiễn tới đối phó trong gió hơn nữa rõ ràng đối phương cũng không phải đối thủ rất mạnh mẽ, trong gió nghĩ thầm, nếu như đối phương có thể nghiền ép chính mình mà nói, tuyệt sẽ không che che lấp lấp dùng loại này đánh lén chiêu thức. Trong lòng có chút sức mạnh, trong gió cũng thừa dịp khoảng cách cấp tốc kiểm tra một hồi cách tình huống. Nàng lại trực tiếp đối mặt mũi tên kia uy lực, mà bây giờ cơ thể không có bởi vì mũi tên kia uy lực mà có chỗ thiếu hụt, trong gió liền muốn cảm tạ cách tại sao cùng nguy cơ thời điểm, còn biết bảo vệ chính mình. Có thể coi là như thế, nàng bây giờ đã hôn mê cũng có thể là là lên nội thương khí tức còn tại, chỉ là yếu ớt vô cùng, ở đây trong gió cũng không có biện pháp thay nàng trị liệu, hắn nhất thiết phải cấp tốc mang theo cách trở về, mặc kệ là giao cho rơi, vẫn là vị kia tế tự, bọn hắn sẽ có biện pháp. Nhưng rõ ràng cái kia ẩn dấu gia hỏa là không định buông tha trong gió bọn hắn. Đối phương đã nhích lại gần, đồng thời cũng phát hiện trong gió, không có chút gì do dự, đưa tay chính là một tiễn. Một tiễn này cũng không có uy lực gì, hắn rất dễ dàng né tránh, thậm chí trong gió nghĩ đến, có phải hay không trực tiếp giải quyết hắn nhưng tại một bên khác, lần nữa bay ra ngoài một cây tên nỏ. Trong gió lúc này mới có chút kinh ngạc, đối phương rõ ràng không phải một người. Hắn nguyên bản muốn chủ động xuất kích ý nghĩ cũng chỉ có thể bỏ đi, trong gió cũng không dám đi mạo hiểm, hắn không biết đối phương có nhiều người tồn tại. Ở đây tới gần thành Bắc Phương hướng, cách đó không xa tòa kia cao vút tháp có thể thấy rõ ràng, mà đổi thành một bên chính là Bắc Hà, nhưng đối phương cũng là từ nơi đó đè tới, trong gió nghĩ muốn trốn khỏi, cũng chỉ có thể lựa chọn càng xa ở phương Bắc Phương hướng. Quyết định chủ ý, trong gió liền lập tức hành động không có nửa điểm dây dưa đem rời lưng ở trên người thật nhanh đi xuyên qua trong rừng cây mà lần này động tác cũng là lập tức gây nên những tên kia chú ý lập tức liền đuổi theo mà trong chốc lát liền có bảy tám cây tiễn cùng nhau hướng về trong gió đuổi theo quả nhiên hắn không có động thủ là đúng đám người kia mặc dù thực lực không mạnh nhưng người lại rất nhiều một mực chạy ra cánh rừng cây này đám người kia giống như mới buông tha truy tung trong gió cảm thấy kỳ quái vì cái gì dễ nổi giận như vậy nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới rất nhiều hắn nhìn xem trước mắt tháp cao muốn mau mau ly khai nơi này nhưng lại tại hắn phải ly khai một thân ảnh ngăn cản bọn hắn đường đi nàng giống như bị thương còn có những cây đó trong rừng gia hỏa tại sao muốn truy các ngươi tô hàng chậm rãi đi qua nhẹ giọng hỏi trong gió lại tại lui lại đối mặt những cây đó trong rừng gia hỏa đều tốt hơn mặt đối mặt phía trước gia hỏa này tô hàng định trụ thân thể hắn cũng không muốn đem gia hỏa này bị hù chạy ngươi xác định không cùng ta nói sao nếu như không phải ta, hiện tại còn muốn bị đám người kia đuổi theo đâu. Tô Hàng cười cười. Trong gió kinh ngạc nói, là ngươi đuổi đi bọn hắn. Đây là phật môn đất thanh tịnh, ta cũng không thể nhìn xem bọn hắn làm bẩn. Nhưng sự thật nhưng cũng không phải như thế, vừa rồi Tô Hàng cùng Tiểu Hòa Thượng tại trên tháp cao, Tô Hàng liền chú ý đến trong gió cùng cách cùng thời với bọn họ sau đuổi theo những tên kia. Hai cái này u ảnh điện gia hỏa tự đưa tới cửa, Tô Hàng đương nhiên là không định buông tha, mặc kệ là hỏi ra bọn hắn đi tới quân Nam muốn làm gì, vẫn là thừa đức tin tức của bọn hắn, cũng là không tệ. Nhưng ở này phía trước, đương nhiên vẫn là phải giải quyết đằng sau những cái kia quấy rối gia hỏa. Tô Hàng trực tiếp một cái thuấn di liền đã đến trước mặt đám người kia, mà cũng chỉ là nói một câu ly khai nơi này, những tên kia liền ý thức đến thực lực trên lệch, cũng không nói gì lui ra ngoài. Nàng bị thương, hơn nữa thoạt nhìn rất nghiêm trọng dáng vẻ, cần ta giúp một tay sao? Tô Hàng ngắm nhìn cách, chỉ là nhìn một chút khí tức của nàng, liền có thể đoán được tình huống của nàng. Có thể coi là Tô Hàng có lòng tốt, trong gió cũng không dám tin tưởng, hắn lấy lại bình tĩnh, mặc kệ như thế nào đào tẩu có thể so sánh từ vừa rồi muốn khó khăn nhiều, dứt khoát liền bỏ đi đào tẩu ý nghĩ. Ngươi như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Tất nhiên đối phương trực tiếp như vậy, Tô Hàng cũng không có tất yếu làm những cái kia tiên lễ hậu binh cử động, hắn cười hỏi, nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này mục đích. Trong gió lập tức liền nghĩ đến cái kia huyết tế kế hoạch, hơn nữa còn nghĩ tới, nếu như nói cho Tô Hàng, hắn sẽ đi hay không ngăn cản, hẳn là sẽ, hắn nhưng là người tốt một người tốt làm sao có thể nhìn xem nhiều người như vậy chết đi. Tô Hàng chú ý tới trong gió đang sững sờ, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ không có thể nói sao? Cho nên chỉ cần ta nói cho ngươi, ngươi liền có thể thả chúng ta đi sao? Trong gió đã quyết định nói ra, mặc kệ hắn có tin hay không, hắn đều muốn làm ra nếm thử. Có thể. Tô Hàng cũng không nghĩ tới tên này thế mà dạng này không có cốt khí, như vậy thì thẳng thắng, bất quá cũng tốt, tiết kiệm hắn nhiều hơn nữa tốn sức. Bất quá tốt nhất là không cần lừa gạt ta, ta có thể cảm giác được trong gió điều chỉnh một chút hô hấp, hắn không dám xác định tin tức này sẽ để cho Tô Hàng có phản ứng gì, nổi giận, vẫn là trầm mặt. Bởi vì một huyết tế pháp trận, chúng ta muốn dùng ở đây tất cả sinh mệnh để hoàn thành một cái huyết tế pháp trận. Sợ Tô Hàng cũng không có ý thức được đáng sợ, trong gió còn cố ý nhấn mạnh một chút là tất cả mọi người, không chỉ là bình dân, còn có thương nhân, binh sĩ, thậm chí là ở bên ngoài những cái kia nạn dân, hết thảy người, đều sẽ là pháp trận này tế phẩm. Chương 434, đi về phía Tây. Tô Hàng biểu lộ rất bình tĩnh, không có ngạc nhiên trầm mặt, cũng không có nóng nảy tức giận, chỉ là bình tĩnh, giống như gió êm sóng lặng biến cả. Hắn bình tĩnh là đến từ tiểu hòa thượng dự cảnh, có thể coi là biết vị kia tế tự muốn làm ra một loại nào đó cực đoan cử động, nhưng Tô Hàng vẫn là không có nghĩ đến bọn hắn huyên náo lớn như vậy. Toàn thành người, đây chính là mấy vạn, mấy chục vạn. Đến cùng là vì cái gì, mới có thể dùng được như thế số lượng nhiều người. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Trong gió lời nói đánh thức Tô Hàng hắn xem bọn hắn một mắt, nói, cái huyết trận này là muốn làm cái gì? Không biết, loại chuyện này không phải ta có thể biết được. Tô Hàng cũng không hỏi lại cái gì, chỉ nói, nếu như ngươi về sau gặp phải khó khăn, có thể đi tìm ta, bây giờ, ngươi có thể đi. Trong gió nghi ngờ liếc mắt nhìn Tô Hàng, không rõ Tô Hàng lời sau cùng là có ý gì, nhưng tất nhiên có thể đi, hắn cũng không có gì thật do dự. Cổng cách, cứ như vậy bình tĩnh vượt qua Tô Hàng, đi một khoảng cách, liền thật nhanh biến mất. Tô Hàng còn đứng ở nơi đó, tiểu hòa thượng không biết lúc nào cũng đi ra. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu hòa thượng có chút mong đợi nhìn xem tô hàng. Tô hàng đương nhiên biết được tiểu hòa thượng tại sao hỏi như vậy, mặc kệ là vì tiểu hòa thượng Phật, vẫn là vì cái này nhất thành dân chúng vô tội, tô hàng cái này trong mắt người khác người tốt đều cần đứng ra. Người tốt chẳng lẽ nên bị người chỉ vào đầu sao? Tô hàng cười khổ một tiếng. Không thể nào xử lý. Nói xong, hắn trực tiếp đi trở lại trong tháp. Hắn cũng không giống như dự định ra tay. Viên thông đại sư tự hồ cũng nghe đến vừa rồi hết thảy, tại rời đi về sau tô hàng, liền đi ra đến đúng tiểu hòa thượng nói. Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu nói, hắn kỳ thực đã lâm vào cái này trong lốc xoáy, hết thảy đã sớm không phải tự hắn có thể quyết định. Viên thông ở một bên niệm một tiếng Phật hiệu, mà tiểu hòa thượng lại giống như là nhớ ra cái gì đó, nói chuyện nơi đây đã là kết cục đã định, coi như hắn ra tay, cũng không khả năng thay đổi cái gì, ở đây cuối cùng rồi sẽ lại là một mảnh luyện ngục, mà những thứ này đối với chúng ta mà nói là, mặc dù là một lần nguy nan, thế nhưng chính là một cái cơ hội. Viên thông đại sư là một người thông minh, nhưng hắn cũng vẫn là không rõ tiểu hòa thượng ý tứ. Cơ hội gì? Hắn hỏi. Tiểu hòa thượng hướng về viên thông đại sư ngẩng đầu nhìn một mắt, tự hồ có chút ngoài ý muốn hắn sẽ hỏi ra loại vấn đề này, bất quá vẫn là giải thích nói, người là sợ hãi tai nạn, nhất là loại này trên vạn người tử vong, chỉ là nghe được liền có thể vì vậy mà cảm thấy sợ hãi thật sâu, mà bọn hắn cũng sẽ vì vậy mà tìm kiếm tâm linh yên tĩnh. Cũng không cần hoàn toàn giải thích rõ ràng, viên thông liền đã hiểu rồi tiểu hòa thượng ý tứ nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tiếp nhận phật ngôn không thể tham lợi dụng người khác sợ hãi tới đạt tới phổ độ thế nhân mục đích đây chính là làm trái phật tâm ngươi tại sao sẽ như vậy lý giải tiểu hòa thượng rất nghiêm túc nhìn xem viên thông cải chính ngươi hẳn là minh bạch cảnh tượng như vậy cũng không phải chúng ta tạo thành thậm chí từ phật tâm tới nói chúng ta cứu vớt sợ hãi của bọn hắn đây là một kiện việc thiện mà nếu như không có chúng ta bọn hắn hoặc chính là trong đang sợ hãi sống qua ngày hoặc chính là bị những thứ khác tư tưởng chiếm cứ, cái này sẽ để cho bọn hắn quy nhất Phật môn trở nên càng thêm khó khăn. Có thể coi là tiểu hòa thượng giảng giải cũng không có vấn đề gì, nhưng viên thông vẫn là lắc đầu, cũng không tiếp tục tranh chấp tiếp, mà tiểu hòa thượng cũng không cảm thấy nhất thiết phải thuyết phục hắn. Không nói những thứ này, đó cũng là về sau nên đi suy tính sự tình. Bây giờ chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành, là thời điểm rời đi đi đến phương Tây. Đây là hai người đều nhận đồng sự tình, viên thông không có dị nghị gật đầu, tùy thời cũng có thể rời đi. Tốt lắm, cùng vị kia đánh một tiếng, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Nghe được hai người bây giờ liền muốn rời khỏi quân Nam, Tô Hàng đúng là không nghĩ tới. Tại sao có bây giờ? Hắn nhìn qua cùng hắn nói tạm biệt viên thông hỏi. Viên thông đại sư không người một chút nói, ở đây muốn có một hồi kiếp nạn, lão nạp cần bảo hộ Phật tử an toàn bộ, ly khai nơi này, đi tới Tây Thiên Đại Tự, chỉ có bên kia Phật gia cao tăng mới biết được muốn thế nào an trí Phật tử. Lời giải thích này không có vấn đề gì, Tô Hàng cũng tìm không ra mau bệnh, nhưng nếu như thật là như vậy, tại sao muốn đến bây giờ mới có thể rời đi? Tô Hàng không tiếp tục hỏi, hắn chỉ là cùng hai người nói một tiếng đừng, ta có thể tạm thời còn không biết rời đi, chỉ có thể cầu chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, an toàn đến Tây Thiên Đại Tự. Viên thông gật đầu đón nhận Tô Hàng hảo ý, mà đổi thành một bên tiểu hòa thượng lại nói, có lẽ về sau chúng ta còn có gặp mặt lại thời điểm. Tại Tây Thiên Đại Tự sao? Tô Hàng nghi ngờ hỏi. Tiểu hòa thượng lắc đầu, ngươi sẽ không đi tới đó, chỗ kia đối với ngươi là một khối tấm địa. Chúng ta gặp nhau nữa, hẳn là địa phương nào khác. Tô hàng bị nói có chút mơ hồ, không rõ tấm địa là có ý tứ gì, nhưng hắn cũng không có truy đến cùng, có lẽ có một ngày, hắn liền đến hứng thú, liền đi cái chỗ kia cũng khó nói. Rồi nói sao? Viên thông cùng tiểu hòa thượng chỉ là mang theo một chút cần thiết hành lý, liền rời đi. Đứng tại thông thiên tháp phía dưới, Trí Minh có chút hiếu kỳ, hắn kỳ thực cũng không biết vì cái gì lão sư phó muốn đi, hơn nữa còn đem hắn cho lưu lại phòng thủ tháp. Nhưng lão sư phó mà nói, hắn là nghe. Tô Hàng đứng tại bên cạnh hắn, hỏi một câu, ngươi không đi sao? Trí Minh lắc đầu, ta cũng không biết, lão sư phó nói nếu như thấy cái gì nguy hiểm, vậy cũng không nên để ý tới tòa tháp này, tự mình đi đi liền tốt. Có thể đi nơi nào đâu. Chỉ có ở đây ta còn có một cái chỗ ngủ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi hảo, ít nhất dạng này còn có thể bảo trụ một cái mạng. Vậy sao ngươi còn ở nơi này? Trí Minh ngược lại hỏi hướng về phía Tô Hàng. Vốn là cái rất đơn giản vấn đề, nhưng lại đem Tô Hàng cho làm khó vì cái gì ở đây? chẳng lẽ chỉ là vì tìm kiếm thừa đức bọn hắn sao? hắn có chút thất thần trả lời, chờ đợi để cho ta rời đi lý do chứ? trí minh biểu môi cũng làm không rõ tô hàng ý tứ trong lời nói, bất quá hắn cũng không muốn đi tìm hiểu tô hàng. bây giờ lão sư phó đi, hắn nên thật tốt trở về ngủ bù trong mấy ngày này, mỗi ngày sáng sớm. thế nhưng là để cho hắn trường kỳ ở vào trong buồn ngủ. cái kia thí chủ tiếp tục chờ chờ a, à, ta muốn trở về ngủ một hồi. tô hàng nhìn xem cái này cái gì cũng không biết gia hỏa, hội tâm nở nụ cười mà cùng lúc đó, trong gió cũng cuối cùng mang theo cách về tới bọn hắn tạm lưu lại một chỗ cũ nát nhà. Rơi vừa thấy mình muội mùi thế mà mê mang tại trong gió trên lưng, lập tức chỉ lo lắng chạy tới. Đây là thế nào? Trong gió không có cách nào lập tức đem sự tình giải thích rõ ràng, liền đơn giản nói, gặp một chút phiền toái, nàng bị thương, bất quá bây giờ cũng không phải nói điều này thời điểm, nàng cần được trị liệu. Rơi cũng biết trong gió nói rất đúng, liền đỡ hai người phòng nghỉ ở giữa đi đến. Chương 435, Mai Phục ăn một cái vị kia tế tự đại nhân lưu cho bọn hắn tỉ muội đang dược, cách khí tức liền muốn ổn định rất nhiều, nhìn rất nhanh cũng sẽ tỉnh lại. Trời lúc này mới lần nữa hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong gió cũng không có cái gì giấu giếm, sẽ tại nơi đó phát sinh hết thảy đều như thật nói cho rơi, chỉ là bị hỏi đến đối phương là người nào thời điểm, trong gió cũng không biện pháp trả lời. Cho nên nói, ngươi cũng không nhìn thấy mặt của đối phương. Trong gió gật gật đầu, nhưng cũng hơi nghi hoặc một chút, ta mặc dù không có nhìn thấy mặt của bọn hắn, nhưng những này gia hỏa sử dụng chính là tên nỏ, đó cũng không phải tu sĩ thường dùng vũ khí, ta nghĩ bọn hắn có lẽ là võ tu. Có rơi chút nghi ngờ nói, nhưng mà nổ bị thương cách phong linh tiễn, võ tu nhưng không cách nào làm đến điểm ấy. Hoặc là trong đám người này có một cái phong linh tăng tu sĩ. Bọn hắn có phải hay không là thanh lam tông người? Rơi suy đoán nói. Trong gió sửng sốt một chút, trong tay cầm túi nước cũng đình chỉ lắc lư, hắn lắc đầu, nhưng cũng không phải phủ nhận, mà là không biết. Nếu quả như thật là thanh lam tông đám người kia, như vậy chuyện này không phải là chúng ta có thể làm được chủ, chúng ta cần đưa nó nói cho tế tự đại nhân. Chẳng qua nếu như thật là bọn hắn, ta cùng cách hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy dễ dàng đào tẩu mới là. Mà ở thời điểm này, cách cuối cùng là khoan thai tỉnh lại. Nàng đau đớn trên rỉ một tiếng, liền lập tức hấp dẫn rơi chú ý, nàng vội vàng đi kiểm tra. Ngươi cảm giác thế nào? Mở mắt ra nhìn thấy đệ nhất nhân chính là rơi, cách cảm thấy mình không nên ở đây, nàng thật không tốt ý tứ bây giờ nhìn thấy tỷ tỷ của mình nhưng đây là không có chọn sự tình, nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt kêu một tiếng tỷ tỷ. Thân thể đau đớn lại làm cho nàng bóp méo gương mặt, để cho rơi trong lòng cũng là căng thẳng, thậm chí bắt đầu muốn giáo huấn cách, cũng nhất thời không nói ra miệng. Ngươi vẫn là không nên động, chờ viên kia hóa tâm đang triệt để có tác dụng, những thương thế này hẳn là liền sẽ không có đáng ngại. Trời cái này cái thời điểm thế nhưng là rất biết điều, gật gật đầu, lên tiếng. Gặp trời cái này cái bộ dáng đáng thương, rơi lại càng không có tâm tình đi giáo huấn nàng, chỉ là dặn dò, người tốt nhất ở đây nghỉ ngơi đi, cũng không nên lộn xộn. Nhưng lại tại rơi vừa nói xong, trong gió đột nhiên cảm thấy một tia kỳ dị nguy hiểm, đây là tới từ hắn nhiều năm qua luyện thành thần cảm, mà từ trước đến nay cũng không có sai lầm. Không cần đi kiểm tra cái gì, hắn cũng đã xông về hai tỷ muội đồng thời hô, gặp nguy hiểm. Thanh âm này vừa mới kết thúc, một chi tên nỏ từ ngoài cửa sổ bắn vào. Là phong linh tiễn. Cái này hẹp hòi trong không gian khép kín, ba người thậm chí cũng không có bất luận cái gì có thể chỗ nút nhưng hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mũi tên kia đi vào gian phòng thời khắc đó, liền trực tiếp nổ bể ra. Khí tức cường đại xé rách cổ xưa một nát vách tường, vén lên nóc nhà, đem hết thảy đồ vật đều hướng về bên ngoài đẩy đi ra, đồng thời cũng bao gồm trong gió ba người. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, từ tên nỏ bay ra ngoài trên phương hướng, hai cái mang theo thanh sắc mặt nạ quỷ người đang đứng tại trên một cây đại thụ cành cây. Một tiễn này, bọn hắn chắc chắn phải chết. Trong đó một cái gia hỏa mang theo âm trầm nụ cười nói. Không thấy thi thể phía trước, tốt nhất vẫn không nên khinh thường ta đi xác nhận một chút ngươi ở nơi này yểm hộ ta đối với đồng bạn cẩn thận bắn tên người này có chút khinh miệt lường đối phương một mắt nhưng bây giờ còn tại nhiệm vụ hắn cũng là gật gật đầu mấy cái bay thấp liền đến gần phong linh tiễn nổ tung chỗ một bên trên mặt đất nằm ba người chính là trong gió bọn hắn ông cẩn thận thái độ cho dù là lúc này thanh mặt nạ quỷ gia hỏa vẫn là móc ra một cái dao găm trở tay giữ tại trong tay phải chậm rãi đi tới A. À, Yếu thanh âm không thể nghe từ bay chỗ xa nhất nữ nhân kia trong miệng phát ra. Lại còn có còn sống, thanh mặt nạ quỷ gia hỏa cũng không thể không cảm thán nữ nhân này cường đại, gần như thế tình huống phía dưới đối với phong linh tiễn còn có hơi thở. Bất quá coi như như thế, nàng cũng sống không tới. Hắn từng bước một tới gần, nhưng mục tiêu chủ yếu vẫn là gần nhất nam nhân kia. Đã có thể nhìn thấy khuôn mặt nam nhân, rất sạch sẽ, không có một tia vết máu, mà lại đi xem xét hai người khác, cũng đồng dạng sạch sẽ. Lập tức, hắn liền phát giác không ổn thân hình lập tức lui về phía sau trong gió vốn chuẩn bị lại chờ đợi tốt hơn tình huống nhưng đối phương đã phát giác được nguy hiểm trong gió liền cũng không thể lại chờ đợi hắn lập tức đứng dậy hướng về người kia vọt tới trở tay chính là một kiếm nhưng bị kia thanh dao găm ngăn cản xuống dưới mà cùng lúc đó đứng tại trên cành cây yểm hộ nam nhân cuối cùng phát hiện tình huống kỳ thực hẳn là tại trong gió đứng dậy thời khắc đó hắn nên động thủ nhưng vốn cho rằng không có vấn đề hắn khinh thường mới tạo thành phản ứng không có nhanh như vậy bất quá bây giờ cũng không tính quá muộn, mũi tên kia mặc dù không phải gió linh tiễn, nhưng cũng có gió tăng thêm, tốc độ nhanh, mắt thường cơ hồ là không cách nào bắt giữ. Cẩn thận. Đối với biến hóa phá lệ nhạy cảm rơi lập tức lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng thực hiện một tầng linh khí hộ thuẫn cho trong gió. Trong gió lui ra phía sau một bước, né tránh mũi tên kia. Nhìn về phía trước mặt thanh mặt nạ quỷ gia hỏa, trong gió hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng chỉ nghe được đối phương lạnh trên một tiếng, các ngươi bọn này u ảnh điện sâu bọ, thế nhưng là không xứng biết rõ chúng ta tính danh, không nghĩ tới các ngươi lại còn có thể sống sót, bất quá lần sau cũng không có cơ hội tốt như vậy. Nói xong, hắn giống như dáng phải đi. Trong gió lập tức minh bạch bọn hắn biết vị kia tế tự đại nhân tồn tại, bọn hắn sợ sự xuất hiện của hắn. Trong gió đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức liền phải đuổi tới đi. Nhưng lập tức liền có một tiễn phong bế trong gió đường đi, đem hắn cho ngăn cản trở về. Mà gia hỏa trước mặt cũng thừa dịp lúc này, bay khỏi rất xa rơi đi tới trong gió bên cạnh thực lực của bọn hắn không kém sợ là chúng ta không phải là đối thủ trong gió cũng biết nhưng nếu như lần này không thể bắt nổi đối phương hắn không biết lần tiếp theo đám người kia đánh lén lại là lúc nào bọn hắn không có khả năng mỗi một lần đều may mắn như vậy có thể né tránh nhìn qua hai người cùng nhau ở trong rừng nhanh chóng lên xuống chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở mấy người trong tầm mắt trong gió cũng chỉ có thể từ bỏ nhưng lại tại lúc này một thân ảnh từ đằng xa bay tới cơ hồ không có bất luận cái gì đình trệ Thân ảnh kia liền dẫn hai người rơi vào trong gió trước người bọn họ. Tế tự đại nhân. Sư phó. Nhìn xem cúng tế đến, trong gió cúi đầu, mà cái kia hai cái bị chế trụ gia hỏa đã bị lấy xuống mặt nạ, lộ ra bọn hắn hình dạng. Hai cái không sai biệt lắm hơn 30 tuổi nam nhân, cũng là gương mặt hoảng sợ, hơn nữa hiện tại bị khống chế lấy, cũng không biện pháp mở miệng nói chuyện. Trong gió chỉ là liếc mắt nhìn, liền hay là đem ánh mắt một lần nữa thả lại cúng tế trên thân. Các ngươi đều không sao chứ? Tiểu Ly ra sao? vị kia tế tự đại nhân ân cần hỏi han cũng chú ý tới cách trạng thái cũng không khá lắm chương 436, tranh chấp một lần nữa thu xếp tốt cách liền lần nữa bắt đầu xem kỹ hai người này hai người dựa lưng vào nhau dù cho bị định trụ thân thể cũng vẫn là có thể từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy sợ hãi vị kia tế tự lộ ra một vẻ cười tà nói thật sự không nghĩ tới lại còn có người dám đánh chúng ta chủ ý nói đi các ngươi là người nào thành thật khai báo mà nói ta có thể cân nhắc cho các ngươi một cái toàn thay thế nhưng là nói xong, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. a, à, suýt nữa quên mất, đem các ngươi cho giữ chặt, các ngươi còn không thể nói chuyện. Nói xong, vị này tế tự phẩy tay, đem hai người cho giải trừ khống chế. Thế nhưng là còn không có đợi đến hai người nói chuyện, tế tự liền chú ý đến động tác của bọn hắn không thích hợp. Muốn chết, tại trước mặt của ta, các ngươi cho là có thể được xính sao. Một tiếng cười khẽ, hai người này liền lần nữa không cách nào hoạt động. Đem bọn hắn trong miệng độc dược lấy ra tế tự hướng về phía một bên trong gió nói. Trong gió lĩnh mệnh đi đến bên cạnh hai người, mặc dù vừa rồi vẫn tại quan sát đến hai người, nhưng khoảng cách gần như vậy, trong gió vẫn là cảm thấy một số khác biệt. Đầu tiên là mùi, hai người này trên thân đều có một loại nhàn nhạt thảo dược hương vị, loại này có thể xuyên vào thân thể hương vị, nếu như không phải quanh năm tháng dài tiếp xúc, là không thể nào mang bên mình có thể ngửi được. Lại thứ yếu, trong gió còn phát hiện da của bọn hắn cũng không thô ráp, thậm chí rất là tinh tế tỉ mỉ một người đàn ông làn da nếu như không phải được bảo dưỡng làm mà nói, như vậy thì chứng minh chỗ bọn họ sinh hoạt là loại kia tương đối ẩm ướt hoàn cảnh. Vừa quan sát, trong gió đương nhiên cũng không có quên đi lấy ra trong miệng hai người đồ vật. Hơi tìm một chút, liền tại trong một chiếc răng tìm được một cái túi độc mà phòng ngừa có bỏ sót, trong gió còn lại kiểm tra qua một lần. Sau đó, mới mang theo đồ vật về tới tế tự bên cạnh. Tế tự tiếp nhận trong gió trình lên túi độc, trực tiếp đẩy ra bên ngoài bao khỏa áo khoác một cổ quỷ dị hương thơm hương vị liền từ cúng tế trong tay lay động mở ra, chỉ là nghe hương vị, liền cảm giác cả người đều có chút nhẹ nhàng, nếu như không phải biết đây là một loại độc dược, trong gió thậm chí có muốn thử xúc động. Mà đột nhiên, cổ mùi thơm này liền im bặt mà dừng, tế tự dùng linh khí đem bọn hắn thiêu hủy đi. Trong gió cũng từ loại này nói năng tùy tiện trong cảm giác lấy lại tinh thần. Đây là đến từ Bách Hương Cốc Xuân Thần Thảo, kịch độc vô cùng, chỉ cần nhiễm phải, chính là thần tiên cũng không cách nào cứu trở về, nhưng theo ta được biết, loại vật này nhưng cũng không phải là cái gì người cũng có thể có, bách hương cốc hàng năm cũng bất quá mới có thể đề luyện ra một hai mà thôi, nhưng nơi này liền có trọn vẹn nửa lượng nhiều, bây giờ ta có thể đối với thân phận của các ngươi càng hiếu kỳ hơn. Lần nữa giải trừ hết hai người cấm chế, mà nguyên bản ác chủ bài không có sau đó, sợ hãi so với vừa rồi càng thêm hơn rất nhiều. Cái kia cẩn thận gia hỏa, còn tính là có thể khắc chế chính mình, hắn nói, muốn giết cứ giết, muốn để chúng ta nói ra bất cứ chuyện gì, đều tuyệt không có khả năng. Tế tự cười lạnh nói, ta đã thấy rất nhiều giống như ngươi người cứng rắn, động lòng người A, là yếu ớt, rất nhiều chuyện thế nhưng là hoàn toàn không nhận đại não khống chế, tỉ như nói làm ngươi đau đớn lúc, liền sẽ tự động bất tỉnh đi, muốn thanh tỉnh cũng rất khó. Ngoài miệng vẫn là cười, nhưng trong tay một vệt ánh sáng lưỡi đau liền trực tiếp chặt đứt đối phương cánh tay, trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe, ngay sau đó chính là tiếng kêu trên. Thanh âm thống khổ truyền tại hắn đồng bạn trong tai, càng là thê thảm, liền càng là sẽ cho người cảm thấy sợ tế tự đem tầm mắt đặt ở hoàn hảo gia hỏa trên thân. Ngươi đây, nhìn cũng không giống như là một cái cỡ nào người cứng rắn, nếu như ngươi nói rõ ràng mà nói, ta thậm chí có thể phóng ngươi rời đi. Cổ họng nhúc nhích một cái, nuốt ngụm nước miếng, âm thanh còn tại bên tai, hắn đúng là sợ hãi, run run rẩy rẩy nói, nếu như ta nói ra, ngươi thật sự có thể thả ta rời đi sao? Kỳ thực phóng ngươi rời đi, ngươi trở về cũng không biện pháp giao phó, bất quá, ngươi ngược lại là có thể cân nhắc gia nhập vào chúng ta, đương nhiên đây là lựa chọn của ngươi, ta sẽ dựa theo ước định thực hiện lời hứa của ta hắn lắc đầu chỉ cần thả ta trở về liền tốt ta có thể ứng phó đau đớn âm thanh đã dừng lại thụ thương gia hỏa nhìn xem muốn khuất phục đồng bạn trực tiếp chính là quát ngươi tại sao có thể bán đứng chúng ta thế nhưng là tại hắn lời nói vẫn chưa nói xong một bên khác cánh tay cũng bị chặt đứt lần này có lẽ là mang tới đau đớn muốn càng thêm kịch liệt đại não chỉ có thể thông qua hôn mê tới để cho hắn giảm bớt đối với đau đớn cảm giác tốt bây giờ nhưng không có người lại đến quấy rầy chúng ta có lần đầu tiên làm nền, lần này ngược lại không có vừa mới như vậy kinh ngạc, hắn rất nhanh ổn định tâm tình của mình, liếm môi một cái, chậm rãi nói, kỳ thực chúng ta là người Thanh Lam Tông. Trong gió cùng rơi đều thoáng ngu ngơ phía dưới, không nghĩ tới thân phận của đối phương cư nhiên bị bọn hắn cho đoán được. Trước đây không lâu, tông môn Thanh Phong sư thúc phát hiện tung tích của các ngươi, hắn hồi phục tông môn, tông môn cũng rất nhanh làm ra đáp lại, mà chúng ta sớm tới truy tung các ngươi, chờ đợi tông môn các trưởng lão đến. Thanh Lam Tông người tại Đông Nghi thần quốc, đó cũng là đại tông môn mà loại này đại tông môn nội tình từ trước đến nay thâm hậu, đã từng khai thiên môn cái vị kia kiếm hào, chính là Thanh Lam Tông. Mà bây giờ cái vị kia Thanh Lam Tông tiểu sư thúc, cũng là một vị kiếm pháp cao thủ, thanh danh của hắn thế nhưng là hưởng dự tu chân giới, chính là vị này tế tự đại nhân cũng đối với vị tiểu sư thúc này vô cùng kiên kỵ. Điểm trọng yếu nhất, chính là Thanh Lam Tông cùng U Ảnh Điện ân oán. Tại trăm năm trước, U Ảnh Điện đã từng ám sát qua một vị Thanh Lam Tông trưởng môn. Chuyện này từ đó sau khi phát sinh, Thanh Lam Tông liền cùng u ảnh điện không chết không thôi, cho nên bây giờ nghe đến mấy cái này gia hỏa thừa nhận mình thân phận sau đó, ba người kỳ thực cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bây giờ có thể thả ta đi sao? Sau khi nói xong, người kia cũng thử dò xét hỏi. Đương nhiên có thể. Tế tự thản nhiên nói. Người kia liền trực tiếp đứng dậy, thử dò xét mắt nhìn, nhìn thấy mấy người cũng không có phản ứng, hắn liền lập tức hướng về nơi xa chạy trốn. Hắn là của ngươi. Tế tự hướng về phía trong gió nói. Trong gió lấy ra kiếm tới, cũng không quá nhiều kinh ngạc, lập tức liền xông tới. Mà nhìn thấy trong gió đuổi theo, đối phương lập tức lúng cúng, hắn tưởng rằng bọn hắn đổi ý. Vừa muốn lấy ra vũ khí tới, trong gió thân ảnh liền ở trước mặt của hắn biến mất, mà tại hạ một khắc, bên cạnh hắn, một kiếm liền muốn đâm xuyên hắn tâm phổi. Hắn lập tức làm ra phản ứng, cơ thể vừa mới muốn động, thế nhưng là lập tức phát hiện mình thế mà không cách nào hoạt động. Mà hắn kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm kia đâm vào trong thân thể một ngụm tâm huyết từ trong miệng đột nhiên phun ra. Một câu nói đều không nói được, liền không có hô hấp. Trong gió thu hồi kiếm, lau khô thân kiếm, chậm rãi về tới cúng tế bên cạnh. Thật là đáng tiếc, ta đều đã đáp ứng buông tha hắn, ngươi vẫn còn muốn động thủ. Tế tự thở dài một tiếng. Trong gió cũng là vội vàng cúi đầu nhận sai, thuộc hạ biết sai. Chương 437, một hồi quái mưa. Bầu trời hiện đầy mây đen, một mảnh đen kịt bao phủ tại quân Nam thành bầu trời. Gió cũng tại vĩnh viễn gào thét, thông thiên tháp chung quanh đại thụ kéo dài đung đưa phát ra càng thêm điên cuồng vang động giống như tại tấu cùng cái này cùng phong giả khúc dựa vào một cây loan lỗ trên cây cột trong tay là viên kia lớn chừng ngón tay cái xá lợi giống như màu trắng bóng loáng đá cuội tô hàng một bên trong tay ma sát một bên cũng tại đánh giá ngoài tháp mưa gió chỉ là ánh mắt của hắn bên trong bịt kính một tầng phiền muộn chính như đối với cái này muốn bộc phát mưa gió lo nghĩ hắn cũng đồng dạng lo âu tòa thành này tương lai trí minh xách theo một ngọn đèn dầu tại trong có két vang dội bậc thang âm thanh đi tới tô hàng dừng lại tầng kia thí chủ phía ngoài gió thật to dường như là trời muốn mưa tô hàng cũng không xoay người lại chỉ là nghiêm túc nhìn chăm chú lên bên ngoài trí minh không có tiếp tục nhắc nhở tô hàng mà là sách theo đèn hướng lên trên phương đi đến hắn cần kiểm tra trong tháp cửa sổ có hay không đóng kín đáo đợi đến trí minh từ phía trên đi xuống thời điểm mưa bên ngoài cuối cùng ào ào xuống xuống gió hướng về một bên thác thổi nước mưa cũng không cách nào đánh tới tô hàng bên này dày đặc hạt mưa dệt thành một tấm đầy trời lưới lớn đem nguyên bản ánh mắt mơ hồ toàn bộ quân nam thành đều mờ mịt tại loại này hơi nước trong tràn ngập mưa lớn như vậy ta tại quân nam ở nhiều năm như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua trí minh đem đốt đèn treo ở trên một bên móc nối cảm thán nói mưa này quả thật có chút hiếm lạ tô hàng nhàn nhạt nói từ bắt đầu nổi lên gió lúc hắn liền bắt đầu yên lặng tính toán phong thủy biến hóa cơn mưa gió này tới cũng không phải thời điểm cũng đồng dạng không phù hợp trong thiên địa quy luật, mà khi hết thảy không nên phát sinh sự tình xảy ra, vậy tất nhiên là có người ở sau lưng dở trò. Trí Minh cho là Tô Hàng chỉ là cảm tháng trận này mưa gió mà thôi, cũng không có nghĩ càng nhiều. Mà tại trận mưa lớn này phía dưới, vẫn còn có người đang tại đội mưa mà đi. Người kia toàn thân đã ướt đẫm, mà nước mưa còn không ngừng đánh vào trên mặt cùng trên người hắn, mơ hồ trước mắt ánh mắt. Hắn hoàn toàn không thèm để ý, dọc theo vùng ngoại ô đường nhỏ lao nhanh, dường như là gấp gáp đi gặp người nào, hoặc là có cái gì trọng yếu tin tức muốn đi bẩm báo. Nhưng đi nhanh thế bị một cái mang theo mũ rộng vành, mặc áo tơi da hỏa cắt đứt, người kia đứng ở nơi đó, nước mưa từ áo tơi biên giới treo lên một đạo màn nước, mà sương mù này mịt mù trong mưa thế giới bên trong, hắn tản mát ra một loại khí tức cô độc. Hai người cũng không có nói gì, cũng đều biết mỗi người bọn họ mục đích, cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, tung tóe nước mưa cùng bị tiếng mưa rơi che giấu đánh nhau, trong khoảnh khắc đó cùng nhau phát sinh. Hai người cũng là tu sĩ thân phận, phực pháp công kích cùng đủ loại pháp khí lộng lẫy ở đó một đoàn trong mơ hồ lấp lóe. Nhưng bất quá thời gian qua một lát, liền có người bị thua, nước mưa cọ rửa vết thương, vết máu đã cực kỳ nhạt, tại nước mưa pha phía dưới, trên cổ lỗ hổng hiện ra bong bóng cá màu trắng. Chết, tại trong cơn mưa to này thứ nhất người đã chết, nhưng liệu có ai biết được đây? Mặt mũ rộng vành áo tơ da hỏa đi đến đã ngã xuống bên cạnh thi thể, đem đối phương mang theo cái nhẫn ngón trỏ một kiếm cắt lấy, bất quá như thế vẫn chưa đủ, lại tại trên người hắn tìm tìm, vững tin không có đồ vật, lúc này mới đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, Tô Hàng cũng nhìn thấy ở trong rừng khởi khởi lạc lạc thân ảnh. Trí Minh đã không ở phía sau bên cạnh, Tô Hàng còn vẫn như cũ dựa vào nơi đó. Ngày mưa cũng không phải một cái đi ra ngoài ngày tốt lành. Tô Hàng âm thanh rất nhẹ, nhưng hắn tin tưởng từ trong mưa đi vào trong tháp gia hỏa có thể nghe được. Điện hạ quả nhiên lợi hại, dạng này cũng có thể phát hiện ta. Nguyên bản treo ở mái công phía dưới nhỏ xuống trong màn mưa đi ra một cái cao gầy thân ảnh, mà nàng giống như là xuyên qua một đạo không gian kẻ nứt đi ra, Tô Hàng ngửi ngửi ướt ác trong không khí hương hoa, nhìn về phía người tới, đối phương là một cái ôn viễn như nước nữ nhân, có một đầu màu đen như thác nước tóc dài. Nếu như ngươi không xóa hương mà nói, ta chắc chắn không cách nào phát hiện ngươi. Nữ nhân lại cười thanh khách, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bên cạnh thân tóc dài. Nếu vì không bị phát hiện mà không xóa hương mà nói, ta ngược lại thật ra tình nguyện bị điện hạ phát hiện. Cho nên nói, ngươi là cố ý bị ta phát hiện. Tô Hàng lắc đầu, không phải là bị ta phát hiện, mà là ngươi cố ý tới tìm ta trốn đi có thể chỉ là muốn nhìn ta một chút đến cùng có thể tìm tới hay không ngươi mà thôi, nhưng mà lo lắng ta không phát hiện được, mới cố ý lộ ra sơ hở. Điện hạ, ta thật sự không có từng nghĩ như vậy. Nữ nhân trực tiếp phủ nhận nói. Tô Hàng nghi ngờ nhìn một chút nàng, không có sao. Khi hẳn là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi có lẽ cũng chỉ là một cái vụng về tìm ẩn giả. Ở trước mặt vạch trần người khác điểm yếu cũng không phải một hoàng tộc lễ tiết, điện hạ chẳng lẽ liền không thể khách khí một chút sao? Nữ nhân bất mãn nói. Tô Hàng lại không có một điểm nhận thức đến chính mình sai lầm ý tứ, mà là nói vẫn là ngươi nói một chút tại dạng này thời điểm tìm ta mục đích a, à, ta là trực tiếp người, không thích những cái kia quá nhiều không có chút ý nghĩa nào giao tế. Nữ nhân ngừng tạm, có chút ngoài ý muốn Tô Hàng đối đãi mình lạnh nhạt, biểu môi nói, chẳng lẽ tại nói sự tình phía trước điện hạ không nên biết tiên tri ta là ai sao? Tô Hàng rất nghiêm túc gật gật đầu, chính xác hẳn phải biết, cho nên ngươi là ai, đến từ địa phương nào, đến cùng là nam hay là nữ, ngạch, cái này hẳn là nữ. Ngươi có ý tứ gì? Lập tức nữ nhân liền bị mạo phạm một dạng nổi giận. Tô Hàng khoát khoát tay, cười nói, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, ta nhưng không có chất vấn ngươi giới tính ý tứ, chỉ cần hơi nghiêm túc lại cẩn thận quan sát một chút, cũng không khó phát hiện ngươi là nữ nhân. Vốn đã chuẩn bị tha thứ Tô Hàng nữ nhân nghe phía sau trực tiếp liền xông lại đối với Tô Hàng động thủ. Một đạo hàng băng làm thành nhắm ngay Tô Hàng lồng ngực đâm tới. Tô Hàng cũng là vội vàng tránh ra, để cho băng nhận vô hụt, mà trong miệng hắn cũng là vội vàng nói, ta sai rồi, ta không nên đùa với ngươi, tốt, chúng ta nói chính sự đi. Nhưng mà rõ ràng tức giận nữ nhân là không định cứ như vậy vòng qua tô hàng, một chiêu không trúng, liền cấp tốc biến động thân hình. Nàng giống như vô định hình thủy, cơ hồ là không có một tia ngưng trệ liền đem băng nhận từ tay phải biến đến trong tay trái, hơn nữa vũ động tốc độ cực nhanh. Nếu như không phải vẫy rồng ngọc hộ thân, tô hàng cũng không dám cam đoan chính mình không bị cái này lưỡi đao cho quẹt làm bị thương mấy chỗ. Lại một lần nữa chống đỡ đau đâm sau đó, tô hàng nghiêm nghị nói, tốt, cũng không nên bức ta động thủ. Mà hỗn nguyên kiếm cũng tại cùng một thời khắc bị lấy ra, cái kia nhất thời khí thế cuối cùng là trấn trụ đối phương. Ta và ngươi xin lỗi, sự tình vừa rồi thật là lỗi của ta. Nhìn thấy đối phương không có tiếp tục động thủ, Tô Hàng cũng là ngữ khí hòa hoãn đạo. Có lẽ lần này là thật sự đón nhận Tô Hàng xin lỗi, nữ nhân thu hồi vũ khí, nhưng sắc mặt nhưng thật giống như mang theo một cổ ý cười, Tô Hàng biết mình cũng bị đối phương cho mở một trò đùa, nàng căn bản chính là giả vờ. Chương 438, Mê muội Cốt A, ta vừa mới thế nhưng là chính xác tin tưởng ngươi đang tức giận, ngươi thành công gạt ta đến, nhưng chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta trực tiếp ra tay với ngươi, ngươi hẳn phải biết thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Tô Hàng cũng thu hồi vũ khí, lẳng lặng nhìn nữ nhân hỏi. Đối phương lại cười hì hì nhìn về phía Tô Hàng, đâu có gì lạ đâu ai bảo điện hạ trước tiên đối với ta như thế, ta không thể làm gì khác hơn là làm ra phản kích, bất quá nếu như ta muốn chạy trốn, điện hạ thế nhưng là nhất định bắt không được ta. Tô Hàng không biết nàng là như thế nào tới tự tin, nhưng cũng không có đi truy đến cùng, nói đùa đã mở qua, vẫn phải nói chính sự. Trước tiên nói chính sự a. À. Tô Hàng nghiêm túc nói. Nữ nhân thu liễn chút, liền gật gật đầu, tiếp tục chủ đề trước đó. Tô Hàng điện hạ, Hà, ta gọi Thanh Y, là Thanh Lam Tông đệ tử, phía trước cùng ngươi tiếp xúc qua Thanh Phong là ta tiểu sư thúc, hắn bây giờ còn tại Đông Nghi Thần Quốc, tạm thời vẫn chưa về, Tông môn phái ta trước tới cùng điện hạ tiếp xúc một chút. Thanh Lam Tông, Thanh Phong. Tô Hàng nghĩ nghĩ, Mới nhớ tên kia, là mang theo một cái cực lớn hồ lô rượu, bề ngoài xấu xí gia hỏa sao. Thanh y chớp chớp mắt, nghi ngờ nói, sư thúc quả thật có một cái rất lớn gọi là gió sớm hồ lô rượu, nhưng tiểu sư thúc rõ ràng chính là một cái rất xuất khí nam nhân, vì cái gì điện hạ nói tiểu sư thúc là cái bề ngoài xấu xí gia hỏa. Cô hàng đi lòng vòng mắt, nghĩ thầm, có lẽ tên kia chỉ dùng một cái mặt nạ mạo tới làm việc. Ân, ừ, là ta không có thấy hắn bộ dáng chân chính, bất quá các ngươi tìm được ta, vẫn là vì u ảnh điện sự tình sao, thanh y sắc mặt lập tức nghiêm túc rất nhiều, mà vốn là thanh tú mặt mũi nhiều một tia khí khái hào hùng. Chính xác cùng điện hạ nói tới một dạng, u ảnh điện đám người kia có thể ở đây muốn mưu đồ một hồi chuyện rất lớn, chỉ là bây giờ chúng ta còn cái gì cũng không biết, nhưng ở này phía trước, chúng ta cần làm tốt vạn phần chuẩn bị. Tô Hàng nhìn một chút nàng, thản nhiên nói, bọn hắn đang mưu tính một hồi huyết tế, sẽ lấy toàn bộ quân nam thành người xem như huyết tế tế phẩm. Thanh y ngạc nhiên mở to hai mắt, điện hạ, ngươi nói là sự thật đám người kia lại muốn dùng một cái thành bách tính tới làm tế phẩm, cái này thật sự. Nàng thậm chí kinh ngạc cũng không biết như thế nào đi hình dung. Tô Hàng gật đầu, là u ảnh điện người chính miệng nói cho ta biết. U ảnh điện người nói. Cái này sao có thể? Đối với tin tức nơi phát ra, quả thật có chút để cho người ta khó mà tin được, nhưng Tô Hàng cũng không có ý định cùng nàng giải thích quá nhỏ, chỉ nói đây cũng là thật sự, có thể tin tưởng, mà các ngươi phải làm chính là ngăn cản bọn gia hỏa này. Tất nhiên Điện Hạ thật tin tưởng mà nói, cái kia như thế chuyện quan trọng, ta nhất định phải lập tức cáo tri tông môn, để cho bọn hắn nhanh lên phái người tới, tốt nhất là vị tiểu sư thúc kia cũng cùng nhau tới. Thế nhưng là nói đến một nửa, nàng mới phản ứng được vừa rồi tô hàng lời nói, điện hạ, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Đây chính là tô hàng một mực tại do dự xoắn suýt một chuyện, tự hồ tất cả mọi người đều tin tưởng tô hàng sẽ đi ngăn cản đám người này, cho là hắn là người tốt, nhưng hắn thật chỉ là đến tìm người, đến nổi những chuyện khác, không có quan hệ gì với hắn, hơn nữa Tô Hàng cũng cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua chính mình là người tốt, càng không có đem người tốt hai chữ viết lên mặt, nhưng vì cái gì tất cả mọi người đều có thể như vậy nghĩ. Tại Thanh Y mong đợi nhìn xem Tô Hàng, hắn vẫn là phủ nhận sự thật này. Ta chính xác không có quyết định này. Nhưng nhìn đến Thanh Y có chút cổ quái thần sắc, Tô Hàng vẫn là giải thích một câu. Chủ yếu là bởi vì ta còn có một số chuyện chính mình phải làm. Lý do này cũng không thể Thanh Y hài lòng, điện hạ, chẳng lẽ còn có chuyện gì là so cái này nhất thành bách tính còn trọng yếu hơn sao? đây là mấy vạn, mấy chục vạn tính mệnh, chẳng lẽ ngươi liền có thể nhìn qua bọn hắn chết đi sao? Tô Hàng đột nhiên cảm thấy trực tiếp nói cho nàng chính mình là nghĩ gì, có lẽ là có chút tàn nhẫn, nhưng hắn chính xác không có nghĩ qua cứu vớt những người này, cho dù bọn họ là vô tội. Do dự một chút, Tô Hàng vừa nghĩ đến một cái lấy cớ, ta đương nhiên biết cái này nhất thành bách tính phi thường trọng yếu, ta cũng không có nghĩ tới từ bỏ bọn hắn, chỉ là cứu vớt bọn họ biện pháp cũng không chỉ là một loại mà thôi, ta cũng có chính mình đi cứu vớt bọn họ biện pháp. Có thật không? Thanh y lập tức đại hỉ, trong mắt đều giống như đang lóe quang. Tô Hàng, đương nhiên là thật sự, bất quá bây giờ ta còn không thể nói cho ngươi là biện pháp gì, đó cũng không phải ta tin tưởng ngươi, chỉ là nếu như bị bọn hắn biết, ta làm hết thảy cố gắng đều đem uổng phí. Thanh y chỉ là suy tư một chút, liền hoàn toàn đón nhận Tô Hàng nói tới sự tình, cái này khiến Tô Hàng cũng không có nghĩ đến, thế mà đơn giản như vậy. Điện hạ, tất nhiên không thể nói mà nói, vậy ta liền không hỏi, nhưng ta tin tưởng điện hạ nhất định sẽ làm được. Tô Hàng chần chờ gật gật đầu, hắn hiện tại cũng không tốt lại thừa nhận mình chỉ là đang gạt nàng. Cùng Tô Hàng nói xong, Thanh Y liền muốn trở về, đem vừa rồi Tô Hàng nói tới tình báo báo cáo nhanh cho tông môn, chuyện trọng yếu như vậy, nàng một khắc cũng không dám chậm trễ, Tô Hàng đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản nàng. Từ trong mưa tới, liền cũng từ trong mưa rời đi, đối với loại này thiên phú thần thông, Tô Hàng cảm thấy vẫn là thật có ý tứ. Qua lâu như vậy, mưa bên ngoài nhỏ rất nhiều, gió cũng yên tĩnh trở lại, chỉ là cũng không hề hoàn toàn dừng lại vẫn là tí tách tí tách rơi. Lúc này trong phủ thành chủ, vị kia thân hình to con thành chủ đại nhân cũng từ trong rộn rịp công vụ ngẩng đầu lên, nhìn một cái lắng xuống mưa rơi. Vẫn chưa về sao? Thành chủ đại nhân hướng về phía một bên nói. Thì ra tại trong thư phòng này cũng không phải chỉ có một người, còn có một người đã đứng ở trong âm u. Vừa rồi lời của thành chủ cũng chính là đối với trong âm u này người nói. Không có, đại nhân. Thành chủ hơi hơi nhíu mày, ẩn ẩn có chút lo nghĩ, nhưng dựa theo thời gian tới nói, hắn hẳn là trở về mới là. Có lẽ là trận mưa lớn này làm trễ nải trở về thời gian. Đó cũng không phải không có khả năng, nhưng vị này anh lãng thành chủ lại lắc đầu, ta đối với hắn rất quen thuộc, chính là như vậy mưa to, hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực hướng trở về, nếu quả như thật làm trễ nải thời gian, đó cũng không phải là trận mưa lớn này, mà có thể là nguyên nhân gì khác. Nói xong, thành chủ càng tin tưởng vững chắc sự thật chính là như thế, hắn lập tức đứng dậy, đối với người bên cạnh phân phó nói, hắn có thể là chết, nhưng đây không phải chuyện trọng yếu nhất, ta bây giờ lo lắng chính là mật tính có thể hay không bị người đoạt đi, nếu quả như thật là nói như vậy, tình huống thế nhưng là đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Trong âm u âm thanh cũng nhiều một chút ba động, ta đi tìm một chút. Thành chủ khoát tay nói, một cổ thi thể tìm trở về thì có ích lợi gì, ngươi bây giờ cũng không phải đi tìm người, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi đi làm. Thỉnh đại nhân phân phó. Bọn hắn tất nhiên muốn tòa thành này người tới xem như tế phẩm, vậy chúng ta liền để bọn hắn biết, tất nhiên muốn, cái kia cũng phải trả giá thật lớn chương 439, không tưởng tượng được gặp mặt. Để chúng ta rửa mắt mà đợi a. À. Giống ở trong bóng tối người kia đại khái là hiểu rồi vị thành chủ này ý tứ, nhưng đối với cục thế trước mặt nhưng vẫn là mười phần lo nghĩ. Đang do dự chỉ chốc lát, hắn vẫn là hé mồm nói, đại nhân, ta phía trước nói lên đề nghị, ngài vẫn là lại nghiêm túc suy tính một chút. Nhưng hắn vừa nói ra miệng, liền nghe được vị thành chủ kia thấp giọng trách cứ, đủ, đừng nói nữa. Có lẽ là chiếu cố người thuộc hạ này cảm xúc, thành chủ đại nhân vẫn là thoáng hòa hoãn giọng nói ngươi đi làm việc a à? ám ảnh bên trong người hầu cũng là không thể làm gì thành chủ kiên quyết như thế thái độ để cho những kế hoạch cũng không có kia áp dụng khả năng mặc dù sự tình vẫn là không có thật sự bạo lộ ra toàn bộ quân nam thành dân chúng đối với chuyện sắp xảy ra cũng là hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng là biết được người lại đều minh bạch kết quả lại là cái gì biết thành chủ không cam tâm từ bỏ vì tòa thành này vì dân chúng trong thành đang làm cố gắng của mình cái này cũng không có sai thế nhưng là vì sao cùng thất bại làm một phần đường lui cũng không phải là lựa chọn sai lầm nhưng rõ ràng đối thoại mới vừa rồi đã triệt để bỏ ý nghĩ này đây đã là lần thứ hai có lẽ còn sẽ có lần thứ ba nhưng hắn biết hy vọng cũng không lớn có thể cũng chỉ có chờ đến tuyệt vọng tới mới có thể để cho thành chủ lựa chọn từ bỏ đi nội hà nước lên rất nhiều mưa vẫn cứ rơi đã ướp chừng một ngày cũng không có dừng xuống nhìn qua bị mây đen bao trùm bầu trời hết thảy đều là mờ tối cây cùng phòng ốc tại trong nước mưa rửa sạch giống như pha phát đầu gỗ đều phải sưng rất nhiều, bầu không khí ngột ngạt để cho người ta hơi có chút không thở nổi. Tô Hàng rời đi thông thiên tháp, nếu như không nghĩ bị cuốn vào trận này trong vòng xoáy, như vậy hiện tại chính là muốn rời đi thời điểm. Trận mưa này một mực rơi xuống, đã sẽ lại không dừng lại, mà hắn đến, cũng chính là hết thảy bắt đầu. Sau khi mưa nhỏ lại, liền lần lượt có người đi ra, mặc dù không có bên đường bán hàng trong, thế nhưng chút cửa hàng vẫn là bắt đầu nghề nghiệp. Trà lâu, trạp hát, liền kỹ viện, sòng bạc cũng đều có người huyên náo âm thanh, vẫn chưa có người nào ý thức được tô hàng tiến vào một nhà trà lâu hắn không có lập tức rời đi ở đây hắn còn muốn cùng một người gặp mặt một lần người kia là chủ động tìm tới hắn cái này khiến tô hàng có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn là tới điểm một bình trà chờ đợi phút chốc liền có người nhích lại gần rõ ràng đối phương là đã sớm đến chỉ là trốn ở một nơi nào đó len lén quan sát thẳng đến xác nhận tô hàng an toàn của nơi này sau đó hắn mới đi đi ra lúc tiến vào cũng đã chú ý tới có người ở nhìn mình nhưng thẳng đến ngồi xuống qua một hồi lâu đối phương mới xuất hiện, Tô Hàng liền biết hắn đang lo lắng cái gì. Sau khi hai người ngồi đối diện nhau, Tô Hàng liền trực tiếp hỏi, ngươi tất nhiên sợ hãi như vậy, tại sao còn muốn chủ động cùng ta gặp mặt một lần, chẳng lẽ còn có sự tình gì đáng giá ngươi bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Trong gió mặc dù tin tưởng ở đây không có thanh lam tông người, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có thả xuống cảnh giác, nghe được Tô Hàng lời nói, hắn mới thu hồi một chút nhìn về phía tứ phương ánh mắt. Cái này tha thứ ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Trong gió ngữ khí vẫn là lộ ra đề phòng. Tô Hàng ngược lại có chút sửng sốt, nếu như ngươi không có ý định nói cho ta biết, vậy tại sao còn muốn tìm ta tới đây, dù thế nào cũng sẽ không phải cố ý gọi ta đi ra uống trà, hơn nữa bây giờ còn không có ba điếm. Trong gió hoang mang nhìn một chút Tô Hàng, cái gì ba điếm? Tô Hàng lúc này mới cười khoát tay một cái nói, không có gì, nói đi, ngươi muốn làm sao mới có thể nói. Có thể xin ngài lại chờ một chút lát sau. Hôm nay tới nơi này không chỉ là ta một người, chờ người kia đến, ta lại đem sự tình nói ra. Trong gió chậm rãi giải thích nói. Tô Hàng nhìn một chút những cái kia tại bắt chuyện, tán gẫu bắt tính, tự hồ hết thảy mạnh khỏe, chỉ là ngoài cửa sổ tối om om, để cho người ta buồn bực nóng nảy. Hắn cũng không ngại đợi nữa một hồi, ngược lại hôm nay sẽ phải rời khỏi, hoặc sớm hoặc muộn cũng sẽ không quá nhiều ảnh hưởng. Có thể, chỉ là ta rất hiếu kỳ, vì cái gì còn có người, ngươi đại khái phỏng đoán phía dưới, ngươi sẽ nói nội dung, khả năng nhất vẫn là lần trước như lời ngươi nói huyết tế sự tình, loại chuyện này chẳng lẽ đối với các ngươi tới nói không nên vẫn là một cái bí mật sao, nhưng ngươi nhưng thật giống như một điểm không thèm để ý lan rộng ra ngoài. Trong gió do dự một chút, mới thừa nhận nói, chính xác cùng ngài nói tới một dạng, nhưng đáp án vẫn là đợi đến người kia tới sau đó, ta lại nói cho ngài A. À. Tốt A, à, bất quá gia hỏa này đến muộn, thật là không phải một kiện rất lễ phép sự tình. Trong gió lại chủ động nói xin lỗi, điện hạ, hắn có lẽ là bị sự tình gì chậm trễ, thật sự xin lỗi. Tô hàng khoát khoát tay, cũng không phải là thật sự phàn nàn cái gì. Trà là thoang thoảng trà nhài, lộ ra một cổ hương hoa, nhưng tô hàng cũng không thích loại mùi thơm này, hắn cảm thấy tục chán, đã mất đi trà hương, cũng không có hoa thuần túy. Nhưng hắn vẫn là điểm, chỉ là bởi vì mùi thơm này có chút giống là thanh y mùi trên người. Đang uống ngụm nước trà, đột nhiên nghe được huyên náo tiếng ồn ào tại trong trà lâu xảy ra. Vốn còn an tĩnh trong gió lập tức liền phản xạ có điều kiện cảnh giới đứng lên. Hẳn là chỉ là những người kia nhàm chán tiêu khiển thôi. Tô Hàng mở miệng nói. Thế nhưng là trong gió lại gạt bỏ nói, điện hạ, là mưa này vấn đề. Tô Hàng giật mình một chút, nơi đó ầm ỉ vẫn còn tiếp tục, nhưng đã có người đi lên khuyên can. Đây là ý gì? Vừa rồi tới thời điểm, Tô Hàng cũng là đội mưa mà đến, nếu như mưa này có vấn đề, hắn lập tức liền có thể cảm thấy, nhưng mà không có. Điện hạ, mưa này không phải bình thường mưa, là vì huyết tế mà triệu hoán đi ra chú mưa. Chú mưa, nó sẽ tạo thành vấn đề gì? Không có chất vấn, Tô Hàng trực tiếp hỏi. Thay đổi người khác tâm trí, phóng đại dục vọng trong lòng, còn có những tác dụng khác, nhưng ta cũng còn không rõ ràng. Trong gió nghiêm túc giải thích nói. Lần nữa tin chắc một lần trong gió là không có nói sai sau đó, Tô Hàng mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Hắn đứng lên, đi đến lan can bên cạnh, nhìn xem phía dưới đám kia đang nháo thành nhất đoàn người, bên cạnh cũng có rất nhiều nhìn xem náo nhiệt, nhưng giống như cũng không có quá nhiều thay đổi. Những người này từ bên ngoài đi vào, hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là bị ảnh hưởng đến mới là, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là giữ vững lý trí, còn có thể đi ngăn lại, Tô Hàng không rõ vì cái gì liền tại đây tiếng ồn ào, có người cũng không xem những thứ này động tĩnh, từ một bên trực tiếp đi lên lầu. là một người mặc quần áo màu đen mặt trắng nam nhân, sạch sẽ khuôn mặt giống như là bôi lên son phấn. nhưng người này, tô hàng lập tức đã cảm thấy hắn là tới đi gặp người cuối cùng. bên kia trong gió cũng nên đón tiếp lấy, tô hàng lúc này mới cũng đi trở lại bàn trà. tới, mặt sắc đại nhân, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là tô hàng điện hạ, hương quốc hoàng tử. trong gió giới thiệu nói tiếp lấy lại đối tô hàng giới thiệu nói, điện hạ, đây là mặt sắc đại nhân, quân nam thành thành chủ. Chương 440, Quy tắc phong ấn. Tô hàng là vạn phần không nghĩ tới, hắn sẽ giới thiệu vị này thành chủ đại nhân cho mình nhận biết. Cao lớn hình thể, trắng loãng khuôn mặt, tô hàng là có chút hoài nghi thân phận đối phương, nhưng ở lúc này, bọn hắn nhưng không có tất yếu lừa gạt mình. Ba người ngồi xuống sau đó, tô hàng liền chủ động mở miệng nói, cho nên, bây giờ muốn bắt đầu đàm luận một ít gì. Mặt sắc, vị kia quân nam thành thành chủ, hướng về phía tô hàng nhìn qua đầu tiên trả lời chẳng lẽ mọi người đi tới nơi này mục đích không phải đều là vì sắp phát sinh huyết tế sao tô hàng bản ý cũng không phải cái này cho nên hắn không nói gì chỉ là mắt nhìn trong gió trong gió đối với vị kia thành chủ đại nhân nói đại nhân lần này tìm được hai vị đến đây đúng là liên quan tới huyết tế sự tình có phải hay không có cái gì tình huống mới vị thành chủ kia hơi có chút gấp gáp hỏi ta cũng là gần nhất mới biết trong gió vẻ mặt nghiêm túc rõ ràng muốn nói sự tình cũng sẽ không đơn giản là liên quan tới huyết tế mục đích. Tô Hàng nghe được, cũng tới hứng thú, trước đây hắn còn hỏi qua, nhưng lúc đó trong gió là không biết. Vị kia tế tự đại nhân hy vọng thông qua một lần này huyết tế muốn phong bế thiên địa quy tắc khả năng đột phá. Vị thành chủ kia thực lực còn không có đạt đến thượng tam phẩm, đối với trong gió nói tới thiên địa quy tắc còn có chút mê hoặc. Tô Hàng liền chủ động giải thích nói, thiên địa quy tắc là cửu phẩm đột phá tới cửu phẩm siêu phàm trọng yếu nhất tiêu chí, chỉ có hiểu được một loại thuộc về mình thiên địa quy tắc liền có thể xác định thực lực đi tới cửu phẩm siêu phàm. Kỳ thực ở đây thật sự đối với cái này cực kỳ có cảm ngộ chính là Tô Hàng, hắn cũng tại cửu phẩm cái này đẳng cấp rất lâu, chỉ là vẫn luôn thiếu khuyết cảm ngộ cơ hội, cũng liền vẫn không có đạt đến cái kia cửu phẩm siêu phàm thực lực. Nhưng loại chuyện này là có thể gặp không thể cầu, Tô Hàng cũng chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Nhưng vì cái gì vị kia tế tự muốn làm ra loại này hại người không lợi mình sự tình, mặc dù chỉ là gặp qua hai mặt, nhưng Tô Hàng có thể vẫn tin thực lực của đối phương cũng bất quá là cửu phẩm mà thôi, xa không có đạt đến siêu phàm chi cảnh. Ngươi tin tức này là làm thế nào chiếm được? Tô Hàng hơi suy nghĩ một chút sau, hỏi. Tự hồ cũng là lo lắng bọn hắn không tin, trong gió đã sớm nghĩ đến giảng giải tin tức nơi phát ra. Chuyện này muốn từ trận này mưa to nói lên, hai vị có lẽ cũng đã đoán được trận này mưa to có vấn đề, mà sự thật cũng chính là tế tự đại nhân cưỡng ép cải biến nguyên bản thời tiết, nghịch biến mà đến, trong nước mưa thực hiện chú thuật sức mạnh, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi ở đây lòng của mỗi người trí, vì hoàn thành trận kia huyết tế công tác chuẩn bị, mà vừa rồi tại dưới lầu phát sinh ầm ĩ đến bây giờ còn không có đình chỉ ý tứ, thậm chí có càng náo càng lớn xu thế, cũng giống là tại phụ họa trong gió lời nói. Trong gió tiếp tục nói, những người này tâm trí liền có thể có thế đã bị ảnh hưởng tới, thậm chí không lâu sau đó, mọi người trở nên dễ giận, táo bạo, đổ máu đã thương người sự tình cũng sẽ tùy chi phát sinh, diễn biến đến cuối cùng, chính là trực tiếp tử thương, mà loại này oán niệm sẽ cực kỳ tăng thêm huyết tế phát trận xác suất thành công. Cái này Tô hàng đến cùng biết một chút phàm là một chút lợi dụng huyết nhục tế phẩm tế tự, quán niệm, tà niệm đều biết tăng cường trận pháp quy lực, đây là bởi vì bọn hắn cúng tế vị kia thượng cổ ma thần đối với những thứ này phụ năng lượng tình hữu độc chung. Sao sẽ như thế, đây không phải tại huyết tế phía trước, liền sẽ có thật nhiều người bởi vậy chết đi sao? Vị thành chủ kia cao mày, đây là vượt xa hắn tưởng tượng. Trong gió cũng là lắc đầu, tạm thời không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể chờ đợi ngăn trở huyết tế, để cho đám mây đen này tán đi, những nhân tài này sẽ khôi phục bình thường nhưng khi đó đã không biết có nhiều người lại bởi vậy chết đi. Thành chủ trầm giọng nói. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng chỉ là vừa rồi một phen, Tô Hàng có thể nhìn ra, vị thành chủ này mới thật sự là quan tâm cái này dân chúng trong thành người, cũng chính là Thanh Lam Tông trong lòng người tốt, cái kia cùng hắn người khác nhau. Nhưng coi như như thế, Tô Hàng hay là muốn đánh gãy sự lo lắng của bọn họ, nói đây đã là không có khả năng thay đổi sự thật, bây giờ lo lắng vẫn là liên quan tới huyết tế sự tình, cho nên ngươi đến cùng là thế nào biết chuyện này vị thành chủ kia liếc qua tô hàng rõ ràng đối với tô hàng đột nhiên đánh gãy có chút bất mãn thế nhưng biết tô hàng nói có lý hắn cũng không có nói cái gì mà cũng là chờ lấy trong gió trả lời điện hạ nói có lý vậy ta liền tiếp theo nói nữa nhìn thấy vị thành chủ này cũng không có phản đối trong gió liền cũng theo lại nói đạo ta biết chuyện kia thời điểm vừa lúc là tế tự hoàn thành mưa như thác đổ nghi thức trở về mà tại tế tự trở về trước cũng đã có người ở chờ đó là một vị tự xưng lãng khách võ tu trên mặt có một đạo vết sẹo rất là dữ tận đáng sợ. Võ tu là u ảnh điện người sao? Trong gió chính mình cũng nói không rõ ràng, u ảnh điện rất nhiều người, ta cũng không phải là tất cả mọi người đều biết, nhưng mà thực lực cường đại gia hỏa ta cơ hồ cũng có gặp qua, chỉ là vị này võ tu, ta rất lạ lẫm, cho nên ta cũng không biết hắn có phải hay không, nhưng đúng là đến tìm cúng tế. Lại là một cái địch nhân cường đại sao? Thành chủ lo lắng thở dài nói. Hắn đi tới sau đó, ta đã từng đi dò xét hỏi qua hắn, nhưng hắn chỉ là một người ngồi ở xó xỉnh, cũng không cùng chúng ta nói chuyện, thẳng đến tế tự trở về, hắn mới đứng dậy, rõ ràng bọn hắn quen biết, về sau hai người đi đến một bên bắt đầu nói lên một chút chuyện quan trọng mà bọn hắn không biết là. Nói xong, hắn từ trong túi càng không lấy ra một hạt to bằng móng tay hạt châu. Đây là ta từng tại một chỗ trong động phủ phát hiện một kiện pháp bảo, thứ này tác dụng chỉ có một cái, đó chính là dùng để ghi chép lại phát sinh qua âm thanh, mà lúc đó ta vừa vặn đem hạt châu này đặt ở bọn hắn nói chuyện hiện trường, cũng thuận lợi ghi chép lại bọn hắn nói tới. Tô Hà nhìn xem hạt châu này, có một chút phát bảo tác dụng đúng là để cho người ta không tưởng tượng nổi, mà loại này có thể ghi chép âm thanh nhưng thật giống như rất vô dụng phát bảo, lại tại lúc này phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Sau đó, trong gió liền tại trước mặt hai người Tô Hàng đem vật này phô bày một lần. Âm thanh bắt đầu, chính là Tô Hàng quen thuộc vị kia cúng tế âm thanh, tiếp lấy đáp lại thì hẳn là trong gió nói tới cái kia lãng khách. Đối thoại giữa bọn họ cũng không có quá mức hàng huyên, cơ hội chính là đi thẳng vào vấn đề, cũng đúng như trong gió nói tới, bọn hắn nói đến huyết tế pháp trận tác dụng. Mà những thứ khác liền muốn hàm hồ rất nhiều, vị kia tế tự để cho đối phương đi làm một việc, bất quá là chuyện gì, hai người trong lúc nói chuyện với nhau liền hoàn toàn không có nói tới. Hẳn là thông qua biện pháp khác, tương tự với thư tính hoặc ngọc thạch các loại đồ vật đi tới truyền đạt. Có chút tiếp nối tại những cái kia lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có nghe được, bằng không thì cũng có thể làm ra nhằm vào chuẩn bị, nhưng đối với đã nghe được đồ vật, cũng đầy đủ đã chứng minh trong gió nói tới. Điện hạ, thành chủ đại nhân, tình huống chính là như vậy.